Vốn điều lệ của em đang là nhiêu? Vốn điều lệ em chỉ 100 triệu thôi. Em đăng ký sở hữu 100 triệu. Tại vì vốn thật của em có 100 triệu thì em cứ nói 100 triệu chứ. Vốn của em mà 100 triệu mà em cứ nói 1 tỷ thì đó, em không thích. Rồi bây giờ anh đưa nốt cái offer cuối cùng để em chọn nhé. Là anh đồng ý đầu tư cho em 3,5 tỷ đổi lấy 30% cổ phần. Và nếu mà em thất bại thì bản thân cái team của em phải về làm cho anh 1 năm. Anh đưa ra hai option để em chọn. Bây giờ tóm lại là em có hai offer nhé. Offer. Cái offer của Sắc Phú.